Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sông Hồng giáp ranh giữa Hưng Yên và Hà Nội thì đây cũng là một cái cách trở sự kết nối giữa hai bên. Thì trong quy hoạch của tỉnh Hưng Yên thì cũng đã bố trí là 5 cái cầu qua sông Hồng. Thứ nhất thì nó là cầu Ngọc Hồi trên cái đường vành đai 3,5. Thứ hai nữa là cầu Mỹ Sở trên đường vành đai 4. Thứ ba nữa là cầu Đông Ninh trên đường tỉnh 383. Thứ tư nữa là cầu Chí Tân trên cái cao tốc Chợ Bến Liên Mỹ. Và cái thứ năm nữa là cái cầu Mai Động trên cái trục quốc lộ 38C. Thì hiện nay giờ thì tỉnh Hưng Yên thì cũng đang phối hợp với cả thành phố Hà Nội để triển khai nghiên cứu để đầu tư các cầu trên. Đối với cả cái cầu Ngọc Hồi thì hiện nay Ủy ban thành phố Hà Nội thì cũng đang hoàn thiện cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cũng đã được thống nhất với cả Hưng Yên để triển khai đầu tư cái cầu Ngọc Hồi cũng như là đường dẫn hai đầu cầu. Còn đối với cả cái cầu Mễ Sở trên tuyến đường vành đai 4 thì hiện nay thành phố Hà Nội thì đang lựa chọn, dự kiến quý 2 của 2025 thì cũng sẽ triển khai đầu tư. Thế còn đối với cả đường tỉnh 383 mà để phục vụ cho cái cầu Đông Ninh thì hiện nay giờ thì Sở Công Tài cũng đã tham mưu cho tỉnh cũng như là với Hà Nội để nghiên cứu để xây dựng cũng như là đầu tư đồng bộ của cái cầu và cái đường này. Còn đối với cầu Chí Tân nằm trên cái cao tốc Chợ Bến Mỹ thì hiện nay thì tỉnh Yên thì cũng đã triển khai đầu tư cái đường tỉnh 384. Đây là cái tuyến đường tỉnh mà cũng đã trùng với cả cái hướng tuyến của cái cao tốc Chợ Bến Mỹ. Và thời gian tới thì Hưng Yên cũng sẽ cùng với Hà Nội thống nhất nghiên cứu để xem xét để đầu tư về cái cầu Chí Tân này. Còn đối với cả cái cầu Mai Động thì Hưng Yên cũng đang có văn bản trình các bộ ngành trung ương để đầu tư cái cầu Mai Động để kết nối giữa Hưng Yên và Hà Nội. Đây cũng là cái khắc phục toàn bộ những hạn chế là trước đây. Trước đây thì cái việc mà kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội thì nó chưa được trực tiếp. Hiện nay giờ thì có 5 cầu này thì sẽ kết nối trực tiếp được các cái trục giao thông chính của Hưng Yên với cả thủ đô Hà Nội. Để khắc phục hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang hướng Đông Tây qua sông Hồng trong quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên sẽ có 5 cầu vượt sông Hồng được xây dựng để trực tiếp kết nối giữa hai địa phương. Tính từ phía thượng nguồn sông Hồng trở xuống, đầu tiên sẽ là cầu Ngọc Hồi trên đường vành đai 3,5 được xây dựng kết nối từ huyện Thanh Trì sang huyện Gia Lâm của Hà Nội và huyện Văn Giang của Hưng Yên. Dự án đang trong quá trình lập báo cáo tiền khả thi với tổng mức đầu tư dự kiến 11.700 tỷ đồng, trong đó trên địa phận thành phố Hà Nội là 8.960 tỷ đồng, địa phận tỉnh Hưng Yên là 2.740 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,5 km, trong đó trên địa phận Hà Nội dài 5,4 km, địa phận tỉnh Hưng Yên dài 2,1 km. Mặt cắt ngang 80 m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, đoạn đê tả sông Hồng đến cuối tuyến rộng 60 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Thiết kế vĩnh cửu bằng thép hoặc bê tông cốt thép giữ ứng lực. Cầu Ngọc Hồi kết nối với vành đai 3,5 từ quốc lộ 5 đi qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp theo là cầu Mễ Sở nằm trên đường vành đai 4, dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2025. Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14 km, có điểm đầu giao với quốc lộ 1A, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cầu Mễ Sở có mặt cắt ngang 24,5 m, gồm 6 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại thay vì đi hướng cầu Thanh Trì và vành đai 3 như trước đây. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở cùng kết nối huyện Văn Giang của Hưng Yên với khu vực huyện Thường Tín của Hà Nội. Xuôi về phía hạ lưu sẽ có cầu Đông Ninh bắc qua sông Hồng kết nối huyện Khoái Châu của Hưng Yên với huyện Phú Xuyên của Hà Nội. Hiện chưa có nhiều thông tin về cây cầu này, nhưng nhiều khả năng cầu sẽ nằm ở vị trí bến phà Đông Ninh hiện tại và nằm trên tuyến đường DT383 kết nối với nút giao Lý Thường Kiệt tại huyện Yên Mỹ. Bên phía Hà Nội,
đường dẫn cầu này có thể kết nối với tỉnh lộ 73, sau đó nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trên địa phận huyện Phú Xuyên. Cách không xa cầu Đông Ninh, về phía hạ lưu là cầu Chí Tân, hay quy hoạch của Hà Nội gọi là cầu Phú Xuyên, cũng kết nối huyện Khoái Châu với huyện Phú Xuyên. Vị trí đặt cầu có thể tại khu vực Cảng Cát gần Chùa Cót, huyện Khoái Châu. Đây là cây cầu trên cao tốc chợ bến Yên Mỹ có suất đầu tư sau năm 2030. Tuyến cao tốc này có điểm đầu ở chợ bến giao với vành đai 5, Hà Nội, điểm cuối ở nút giao Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. 12 km cao tốc chợ bến Yên Mỹ qua địa phận tỉnh Hưng Yên được tỉnh xin chủ trương đầu tư trước với quy mô 4 làn xe và đang được ký hiệu là đường DT384B. Cuối cùng là cầu Mai Động có vị trí giáp danh giữa xã Mai Động và xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cầu Mai Động sẽ nằm trên quốc lộ 38C là tuyến quy hoạch mới với hướng tuyến DT377. Đây là một trong những trục kết nối ngang quan trọng của Hưng Yên từ đường Tân Phúc Võng Phan đến đê tả sông Hồng và vượt sông Hồng kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Như vậy, trong tương lai, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 7 cầu vượt sông Hồng, hiện có 2 cầu là cầu Yên Lệnh và cầu Hương Hà ở thành phố Hưng Yên cùng kết nối với tỉnh Hà Nam. Từ hàng ngàn năm nay, sự vận động phát triển của tỉnh Hưng Yên luôn gắn liền với Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Cho đến hôm nay, vị thế thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến vẫn được tiếp nối khi Hưng Yên đang có chung khát vọng góp phần cùng với thủ đô làm nên kỳ tích sông Hồng. Và để hiện thực hóa khát vọng này, Hà Nội cùng Hưng Yên đang có sự kết nối mạnh mẽ, nhất là về hệ thống giao thông với hàng loạt cầu lớn vượt sông Hồng, trực tiếp nối liền hai mảnh đất giàu truyền thống văn hiến. Có nhiều con đường từ Hưng Yên để đến với trái tim của cả nước, tuy nhiên chủ yếu từ hướng quốc lộ 5 qua cầu Trương Tương hay hướng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên qua cầu Thanh Trì-Vĩnh Tuy. Vì vậy, ba cầu lớn là Ngọc Hồi, Mễ Sở-Phú Xuyên được xây dựng trên các trục vành đai, cao tốc cùng cầu Đông Ninh-Mai Động theo các tuyến quốc lộ đường tỉnh sẽ trực tiếp kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội qua sông Hồng. Hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang Đông Tây qua sông Hồng sẽ được khắc phục, mở thêm nhiều cửa ngõ phát triển cho cả Hà Nội và Hưng Yên. Trong tương lai, những bến đò ngang qua sông Hồng như thế này có thể chỉ còn là hoài niệm. Sông Hồng giáp ranh giữa Hưng Yên và Hà Nội thì đây cũng là một cách trở sự kết nối giữa hai bên. Thì trong quy hoạch của tỉnh Hưng Yên thì cũng đã xác định bố trí là 5 cái cầu qua sông Hồng. Đây cũng là cái khắc phục toàn bộ những hạn chế là trước đây. Trước đây thì cái việc mà kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội thì nó chưa được trực tiếp. Và hiện nay bây giờ thì có 5 cầu này thì sẽ kết nối trực tiếp được các cái trục giao thông chính của Hưng Yên với cả thủ đô Hà Nội. Cầu Ngọc Hồi đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trên vành đai 3,5 kết nối từ quốc lộ 5 ở huyện Văn Lâm qua các đại đô thị Ocean Park 2 và 3, Eco Park ở huyện Phan Tang, Tăng huyện Thường Tín của Hà Nội và kết nối với đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32. Cầu Mễ Sở chuẩn bị được khởi công nằm trên đường vành đai 4 sẽ kiến tạo không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô. Cầu Phú Xuyên hay còn gọi là cầu Chí Tân có quy hoạch xây dựng sẽ nằm trên cao tốc chợ bến Yên Mỹ, kết nối từ vành đai 5 tới nút giao Lý Thường Kiệt ở tỉnh Hưng Yên. Cầu Đông Ninh theo đường tỉnh 383 và cầu Mai Động theo quốc lộ 38C cũng sẽ kết nối Hưng Yên với vùng Đông Nam Hà Nội. Gần Hà Nội nhưng phải có hạ tầng kết nối với Hà Nội. Đó là yêu cầu bắt buộc khi quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 lấy phát huy lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp với thủ đô là quan điểm phát triển hàng đầu. Đặc biệt cái lợi thế của Hưng Yên ấy, cạnh Hà Nội, sát Hà Nội, cái vị thế đấy, một cái lợi thế lan tỏa, những cái tuyến đường nó giúp cho Hưng Yên ấy có thể là tạo ra được một cái khả năng cộng hưởng sức mạnh. Hưng Yên là nhiều cái địa điểm, nhiều huyện thị gần Hà Nội hơn cả Hà Nội. Nhưng vấn đề là nó phải có đường. Nó không có đường thì mình nhìn trên bản đồ thì nó rất gần, nhưng mà không có đường thì nó vẫn rất xa. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có cái tư duy mới là làm sao kết nối được giao thông của Hưng Yên với lại các tỉnh trong vùng và với vùng, với cả nước và cả nước với lại quốc tế. Thế là coi như chúng ta phát triển.
quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên cũng lấy đường kết nối di sản dọc sông Hồng là một trong ba trục phát triển của tỉnh, là khu vực tập trung phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, thể thao, giải trí hiện đại. Không chỉ chung một dòng sông, Hà Nội và Hưng Yên đang cùng một mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thông minh, đáng sống hai bên sông Hồng.